Thưa quý vị, sư đang ở Ấn Độ thì do cái điều kiện mạng ở đây nó không đủ tốt để mà xem các cái video, chỉ có ở những cái thành phố lớn thì cái mạng internet nó mới đủ xài thôi. Cho nên là một số cái thông tin ở Việt Nam sư không có nắm tình hình. Thì mới đây sư có nhận được một số Phật tử cũng như một số vị sư gửi cho sư các cái video, hoặc nói chính xác hơn là một loạt những cái clip mà nói về cách kiếm tiền của các cái thầy chùa. Thì sư thấy là cái sự kiện này á, nếu mà nói nó nhỏ thì nó không nhỏ, mà nó nghiêm trọng thì nó cũng chẳng nghiêm trọng. Bởi vì sao? Bởi vì với những người có trí, những người có mắt, những người biết suy tư, biết tư duy phản biện, không bị dẫn dắt theo số đông, không bị dắt mũi, thì cái video đó nó không lại gì hết. Nhưng mà nhiều Phật tử hoang mang. Bởi vì có những cái một số đối tượng họ cố tình cắt ghép, rồi cố tình xuyên tạc, rồi dẫn hướng dư luận theo cái chiều hướng mà họ mong muốn, nó trái với tinh thần ban đầu của nội dung gốc. Và sư thấy rằng á, những sự kiện như thế này thì sư với cái tư cách của một vị tu sĩ thì sư nên có cái lời giải thích để những người Phật tử có niềm tin hoặc là bị hoang mang trước sự tấn công của số đông đó có được cái sự vững vàng của niềm tin. Nó giống như là bây giờ mình ra đường cứ không hiểu sao hết, cứ bị người ta chỉ trỏ rồi người ta nói sau lưng, người ta chửi các thứ, thì mình về mình nói cho ba má nghe thì ba má sẽ giải thích, khi họ nói như vậy là cái nào họ nói đúng, cái nào họ nói sai, cái nào có vấn đề, cái nào là không có vấn đề. Thì nếu như quý vị chịu khó tìm hiểu video gốc, tìm hiểu video gốc thì sư tóm tắt cái sự kiện nó là như thế này. Trong một hội thảo của các sư và các thầy ở các hệ phái Phật giáo bàn về vấn đề truyền thông Phật giáo. Trong vấn đề truyền thông Phật giáo á, là có những ý chính như sau. Thứ nhất là sự cần thiết của việc truyền thông trên môi trường mạng. Cái thứ hai là vấn đề nhân sự. Và cái thứ ba là vấn đề tài chính. Và cái thứ tư là việc xử lý các cái khủng hoảng truyền thông. Quý vị thấy là bất kỳ một cái tổ chức nào thì đều phải đối mặt với những cái thách thức mới bởi môi trường mới do sự biến động của xã hội. Thứ nhất á, là truyền thông Phật giáo không phải là từ bây giờ mới có, mà từ thời Đức Phật đã có rồi. Nhưng mà thời Đức Phật á, truyền thông là như thế nào? Là các vị tu sĩ đi bộ để lan truyền chánh pháp, chia sẻ giáo lý nhằm mục đích giúp cho tất cả những ai có mắt để thấy, có tai để nghe, có đầu óc để suy tư, các vị đó có thể nhận thức được những sai lầm, thấy được những điều lợi ích, làm những gì đem lại hạnh phúc cho bản thân và gia đình, tránh làm những gì đem lại sự bất lợi cho bản thân, tạo nhiều điều phước đức cho mình đời này và đời sau, đem lại hạnh phúc an toàn cho xã hội. Và phương tiện mà các tu sĩ thời Đức Phật di chuyển đó là bằng đi bộ đôi chân thôi.
chứ không có những cái phương tiện như bây giờ. Và cho đến cách đây cũng chừng vài mươi năm, thậm chí là 100 năm, thì việc truyền bá giáo pháp, truyền bá chánh pháp vẫn theo phương pháp truyền thống, đó là việc thuyết pháp ở các tự viện, và các sư cũng đi nơi này nơi kia ở các tự viện để thuyết pháp. Tuy nhiên sau khi internet bùng nổ thì như tất cả các ngành nghề khác, quý vị bây giờ có thể tìm giùm sư một cái ngành nghề nào truyền thông mà bây giờ không sử dụng môi trường mạng. Không có. Truyền thông là gì? Là đưa ra thông điệp mà mình, tổ chức của mình muốn truyền tải đến công chúng, thì đó gọi là truyền thông. Thì bây giờ chánh pháp cũng cần được truyền tải, đúng không? Chánh pháp cần được truyền tải. Quý vị nghĩ ca nhạc người ta còn muốn truyền tải, kịch nghệ người ta muốn truyền tải, thì tại sao chánh pháp lại không cho truyền tải? Do đó sự cần thiết phải truyền tải chánh pháp trên môi trường mạng là điều chúng ta không thể nào mà bàn cãi. Bởi vì á, những lợi ích thì quý vị thấy rồi. Khi chúng ta chỉ đơn giản hoằng pháp trên môi trường truyền thống á, thì một ngôi chùa thì giỏi lắm chừng vài mươi người, ở những cái cuộc lễ hội hoành tráng thì vài trăm người hoặc vài nghìn người là hết rồi. Tuy nhiên khi mà đưa lên môi trường mạng thì cái số lượng người tiếp xúc á, hàng chục ngàn người, hàng trăm ngàn người, thậm chí hàng triệu người. Cho nên cái khả năng lan tỏa chánh pháp trên môi trường mạng rất là lớn. Cho nên là hiện tại thì Ban Hoằng Pháp Phật Giáo đang dần hoàn thiện để có thể truyền thông trên môi trường mạng một cách tốt hơn, một cách hiệu quả nhất. Đương nhiên thì vấn đề nào nó cũng đối mặt với những khó khăn thách thức cả. Cái thách thức đầu tiên á, tức là sự mới lạ. Bởi vì những cái mới thì quý vị biết rồi, thường á, là những người trẻ thì dễ thích nghi hơn là những người lớn tuổi. Cho nên là các vị tu sĩ lớn tuổi, các sư, các thầy lớn tuổi thì rất là khó khăn trong việc thích ứng với cách truyền thông mới trên không gian mạng. Do đó đó mới có những cái hội thảo như vậy để hỗ trợ giúp đỡ cho các vị trưởng lão có thể làm quen và có thể bằng cách nào đó đem chánh pháp của mình, đem chánh tri kiến của mình lan tỏa đến với nhiều người hơn. Và các vị tu sĩ trẻ, các sư, các thầy trẻ thì đã quá quen với cái môi trường truyền thông trên mạng rồi. Nhưng mà làm như thế nào để chúng ta truyền thông một cách đúng đắn, để người ta có cái nhìn đúng đắn về đạo Phật, có cái nhìn đúng đắn về chánh pháp, có chánh tri kiến, có chánh tư duy, có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Thì đó là điều mà chúng ta cần phải giải quyết. Cái thứ hai, thách thức thứ hai á, là thách thức về nhân lực. Nếu như quý vị xem ở trong video gốc thì quý vị cũng thấy đó, ở thời điểm ban đầu á, phải nói là rất khó khăn. Bởi vì các sư các thầy muốn truyền thông trên môi trường mạng thì hầu hết phải tự thân vận động. Tự thân vận động ở đây là sao? Chuyên môn của các sư, chuyên môn của các vị tu sĩ chỉ là việc học pháp, hành pháp và hoằng pháp. Tức là nếu mà nói về thuyết giảng là các sư chỉ có cái nhiệm vụ là thuyết giảng thôi. Nhưng mà ở giai đoạn đầu của việc truyền thông trên môi trường mạng, các sư phải làm một cái việc tay trái vốn dĩ không phải là nhiệm vụ của mình, đó chính là quay video xong rồi phải ngồi đó biên tập lại video, cắt ghép chỉnh sửa lại cho nó tươm tất, rồi sau đó mới đưa lên trên môi trường mạng.
rồi bao gồm cả việc quản lý, xử lý các cái vấn đề truyền thông, như là tin nhắn nè, như là những cái bình luận nè, hoặc là những cái phản ứng trái chiều, vân vân và vân vân. Vốn dĩ những cái đó nó không phải là cái trách nhiệm bổn phận của các sư. Các sư chỉ có trách nhiệm là truyền bá chánh pháp, tức là các sư luôn luôn mong mỏi là bây giờ đó có ai đó ngồi đó, khi mà các sư nói chuyện thuyết pháp thì quay giùm, xong rồi biên tập giùm, rồi đưa lên mạng giùm. Các sư chỉ chịu trách nhiệm chính làm đúng phận sự của mình là thuyết pháp thôi, không phải ngồi đó mà cặm cụi rồi biên tập video, chỉnh sửa video. Nó cực dữ lắm và nó mất thời gian, lẽ ra có thể dành cho những việc như là nghiên cứu giáo pháp hoặc là hành thiền, vân vân. Cho nên cái khó khăn đầu tiên là khó khăn về nhân sự, và sư bản thân sư cũng gặp rất nhiều những khó khăn về nhân sự từ hồi sư bắt đầu làm truyền thông cho đến bây giờ, tức là bắt đầu hoằng pháp trên môi trường mạng cho đến bây giờ. Tức là người Phật tử á, thì đôi khi là họ có tâm, nhưng mà cái có tâm của họ đó nó chỉ trong thời gian ngắn thôi, tức là ở giai đoạn ban đầu thì rất hoan hỷ giúp đỡ hỗ trợ nhiệt liệt hết mình. Nhưng sự nhiệt liệt hết mình giúp đỡ hỗ trợ các sư trong việc biên tập các video, trong việc hoằng pháp đó chỉ trong thời gian ngắn ban đầu thôi, và sau đó thì lui dần. Ban đầu là con bận con cũng có ráng giúp, mà về sau thì con bận quá con không giúp được, và cho đến cuối cùng là chừng nào con rảnh con mới giúp, và cuối cùng là chừng nào con rảnh con không còn chuyện gì làm nữa thì con mới giúp. Thành ra là bản thân các sư cũng gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề nhân sự. Thành ra đó, một cái hướng đi mà Thượng tọa Nhật Từ có nói đó là tại sao người cư sĩ họ họ bận, họ không có rảnh để họ giúp mình, mặc dù ban đầu họ giúp mà về sau họ không giúp nữa. Tại sao? Bởi vì họ còn phải đi làm, còn phải nuôi chính bản thân họ, còn phải nuôi gia đình của họ, thì làm sao họ có thể dành nhiều thời gian để họ giúp mình được, mặc dù họ có lòng, họ có khả năng, nhưng mà họ còn phải nuôi bản thân họ và nuôi gia đình họ. Như vậy tại sao mình không có dành cho những vị ấy, những vị có tâm có khả năng ấy một cái khoản mình gọi là bồi dưỡng, để các vị ấy có thể an tâm dành thời gian để hỗ trợ mình? Đây là cái, xin nói, đây là cái khuynh hướng, cái khuynh hướng. Nếu như muốn những người đó làm việc hỗ trợ chúng ta lâu dài thì đây là chuyện không tránh khỏi. Tại không có ai mà giúp giúp hoài được hết trơn á, giúp một thời gian ngắn thì dễ chứ còn giúp hoài nó khó gì lắm, tại ai cũng cần nuôi mình và nuôi gia đình. Và cái chi phí cho cái, nó mới dẫn đến vấn đề thứ ba là cái chi phí cho việc truyền thông. Quý vị nghĩ là cái việc mà quay video nó dễ hả? Quý vị nghĩ là cái việc biên tập video nó dễ? Quý vị nghĩ là cái công của một người ngồi biên tập video nó dễ? Không có dễ. Các cái thiết bị ghi hình á, để mà lên được hình ảnh nó rõ ràng, có lên được âm thanh nó rõ ràng, nó không hề rẻ. Mà xin thưa là nếu mà mình nói là nghe pháp thì cái gì cũng được, sao cũng được, hình ảnh âm thanh làm sao cũng được, miễn nó có pháp thôi, thì sư e là quý vị nên đi ngủ sướng hơn. Tại sao? Tại vì đi ngủ cái gì cũng có hết trơn á. Bởi vì sư đã chứng kiến rất là nhiều rồi, là có những video á, hình ảnh rất tệ, chất lượng thu âm rất tệ, nhưng mà chất lượng bài pháp rất tốt. Mà nói thiệt là mình không đủ kiên nhẫn để nghe, tại vì mình nghe là mình phải nhắm mắt lại, tại mở mắt ra nhìn nó giống như nó đấm vô mắt mình vậy đó, mà cũng không có thể nào mà mình dành nhiều thời gian để mình nghe, tại vì cái âm thanh nó chát chúa, một là nó chát chúa, hai là nó khó nghe, thì giống như là mình, một là mình giống như cái người mà bị khiếm thính vậy đó.
nghe phải căng tai ra mà nghe rồi đoán coi cái người cái vị pháp sư đó vì đó thuyết cái gì, hoặc là cái âm thanh nó chát chúa đến mức mình nghe giống như là họ đang chọc vô cái màng nhĩ của mình vậy đó. Thì cái kiểu hình ảnh và âm thanh như thế thuyết pháp ai nghe à, cho nên không đơn giản chỉ cần có hình có tiếng là được, mà hình tiếng phải đạt tiêu chuẩn và sự biên tập phải tốt thì cái việc hoằng pháp nó mới chất lượng được. Và để có được cái gọi là cái thiết bị nó cần tài chánh. À, và để cho những cái vị mà hỗ trợ các sư biên tập video cũng cần tài chánh. Thì cái tài chánh ở đâu ra? Sư nói nó lạ một chỗ á, là sư lấy ví dụ nghe, ai cũng muốn được hưởng cái nền y tế tốt nhất, tức là mình cái nền y tế công cộng á, công cộng tốt nhất, tức là mình đi vô là mình không phải xếp hàng, vô là vô thẳng phòng khám bác sĩ, rồi gặp bác sĩ là bác sĩ phải giỏi, các cái thiết bị y tế là phải tối tân, rồi khám bệnh là phải chính xác bệnh, uống thuốc là phải thuốc xịn, uống là có kết quả liền, nhưng mà phải rẻ mới chịu. Tức là tôi muốn chất lượng phải tốt nhất nhưng mà phải rẻ, ở đâu ra? Tại vì để mà một cái bệnh viện cần đầu tư một cái cơ sở vật chất tốt, y bác sĩ tốt, rồi thuốc men tốt, cái gì cũng tốt hết, thì mà đòi miễn phí thì ở đâu ra? Tại nó cần cái đầu tư, cái gì hiểu không? Cần có sự đầu tư. Ở cái việc mà hoằng pháp thì mặc dù á, nó không có giống hoàn toàn như vậy, nhưng mà nó cũng gần gần giống vậy. Có nghĩa là quý vị muốn là Phật giáo mình phải phát triển, muốn là những cái hình ảnh Phật giáo cần được biết đến rộng rãi, những cái video thuyết pháp đúng chánh pháp cần có thể được lan tỏa rộng rãi, hình ảnh tốt, âm thanh tốt, nội dung tốt, hình thức tốt, tổ chức tốt, cái gì cũng tốt hết, nhưng mà tiền thì không có ai nói gì hết trơn, tức là cái chi phí đầu tư vô mấy cái đó không ai nói gì hết trơn á. Cho nên đây là cái vấn đề tiếp theo mà các sư cần phải bàn luận, để làm sao mình truyền thông cái gì cũng phải tốt hết thì cái chi phí ở đâu ra? Đây là cái chỗ này, chính cái chỗ này là cái chỗ thiên hạ xuyên tạc này. Tức là toàn bộ những cái vấn đề trong việc truyền thông không ai nói tới hết trơn á, nhưng mà riêng cái vấn đề là lấy tiền đâu ra để làm truyền thông á, thì người ta cắt ghép cái đoạn đó, người ta lấy đúng đoạn đó thôi, rồi người ta xuyên tạc theo ý người ta muốn. Tức là ông sư ông kiếm tiền, ông sư ông làm tiền, ông sư ông làm sao để ông có tiền, nó vớ vẩn dữ lắm, quý vị biết không? Cho nên cái người Phật tử mà họ chịu khó họ nghe từ đầu đến đuôi thì họ hiểu vấn đề, rồi rốt cuộc bây giờ tới đây là phải giải quyết như thế nào. Còn cái người xuyên tạc họ chỉ muốn cắt ghép đúng đoạn đó và họ xuyên tạc thôi. Và xin thưa là nếu như xuyên tạc như thế thì e là có thể là các cơ quan quản lý cần phải can thiệp để giữ gìn sự trong sáng trong việc truyền thông trên môi trường mạng. Chứ không phải là bây giờ ai nói cái gì rồi người ta cũng cắt ghép một đoạn để phục vụ nhu cầu mục đích cá nhân của họ được. Chuyện đó không có nên. Mà nói thiệt là bây giờ người ta câu like, câu view, người ta mong muốn tìm kiếm sự nổi tiếng nó điên rồi. Phải nói là nó điên rồi. Điên đến mức mà người ta bất chấp đạo đức, bất chấp pháp luật. Để chi? Chỉ miễn sao được nổi tiếng thôi. Thì hãy cẩn trọng với những cái đó. Sư quay lại vấn đề,
Thì vấn đề tiếp theo á là bây giờ kinh phí ở đâu để làm truyền thông, để có hình ảnh tốt, âm thanh tốt, đội ngũ tốt để phục vụ cho việc ông sư ông chỉ việc ông ngộ thuyết pháp thôi. Kinh phí ở đâu? Thì trong video gốc nha, trong video gốc thì các sư các thầy mới chia sẻ như thế này là đừng nghĩ việc kiếm tiền nha, đừng nghĩ việc kiếm tiền mà cứ làm đi, cứ thuyết pháp đi. Anh chỉ việc anh nói đúng chánh pháp thôi, anh chỉ cần anh làm đúng phận sự của một vị sư thôi, một vị tu sĩ thôi, thì cái tài chánh tự nhiên có. Bởi vì sao? Bởi vì những người nghe pháp, những người đạt được sự lợi ích từ pháp thì các vị ấy mong muốn sự lan tỏa, mong muốn giúp đỡ, mong muốn hộ độ, mong muốn hỗ trợ, thì các vị ấy sẽ giúp đỡ mình bằng cách này hay cách khác. Nó chỉ đơn giản như vậy. Tức là cái mà rút lại trong cái toàn bộ cái video gốc đó, tức là anh đừng có đòi hỏi là phải có tiền, không cần thiết. Tiền đúng là bây giờ cần để làm, nhưng anh cứ làm đi rồi tự nhiên mọi chuyện sẽ thuận lợi, sẽ có những người giúp anh để làm chuyện đó. Quý vị chưa bao giờ đi tham gia các khóa tu, chưa bao giờ đi nghe những buổi thuyết pháp đúng chánh pháp, thì quý vị sẽ không thể tưởng tượng được có những điều nó vi diệu lắm quý vị. Cuộc đời của các sư các thầy đi hoằng pháp bằng việc thuyết pháp, bằng việc hướng dẫn hành thiền, không thiếu những lần, không thiếu những lần người Phật tử á, họ lên họ thưa riêng với các sư các thầy là thưa sư, là con cảm ơn sư đã cứu con một mạng. Là lẽ ra đó, cái ngày hôm đó đó là con tính chấm dứt cuộc đời của mình rồi, nhưng mà khi con nghe cái lời giảng từ sư từ thầy thì con tỉnh và con thấy cái chuyện của con không là gì hết, và con không có muốn quyên sinh nữa, và bây giờ con sống tốt, và phải nói là con tri ân cái lời pháp năm xưa đã đúng lúc thức tỉnh con. Và bây giờ trong vì lòng tri ân của con cho nên cái gì con có thể giúp được trong khả năng của con thì con sẽ giúp. Thì các sư bây giờ giúp cái gì? Giúp trong việc hoằng pháp thôi. Rồi có những vị đó chìm đắm trong nghiện ngập, chìm đắm trong rượu chè, chìm đắm trong những điều sai trái. Sau khi nghe pháp của các sư, các vị đó nhận thức được sai lầm của mình rồi từ bỏ. Có những vị đó, xưa giờ bỏ bê gia đình, bỏ bê con cái, bỏ bê cha mẹ. Sau khi nghe pháp, các vị ấy nhận ra được vấn đề của mình và quay lại chăm sóc gia đình được tốt hơn. Từ đó đời sống gia đình được cải thiện. Và chính những sự thay đổi trong chính họ, họ nhận thức được là chánh pháp cần được lan tỏa, cần được biết đến rộng rãi hơn. Để chi? Để những người như mình nè, những người đang có suy nghĩ tiêu cực, những người không thấy được đường ra, chỉ muốn chấm dứt cuộc đời của mình, những người đang chìm đắm trong đêm tối, những người đang bỏ bê gia đình, bỏ bê cha mẹ, bỏ bê vợ con, như mình, họ có thể nghe được chánh pháp, họ có thể quay đầu, có thể được tốt hơn. Chính vì như vậy, các vị ấy hỗ trợ làm mọi cách để cho việc hoằng pháp của các sư được dễ dàng. Đó là điều mà các sư muốn truyền tải cho những bạn đồng tu là các sư, các thầy cứ hoằng pháp đi. Chỉ việc nói đúng chánh pháp đem lại lợi ích cho thế gian, đem lại lợi ích cho chúng sanh, thì đừng lo cái chuyện là mình không có kinh phí để hoằng pháp. Đừng bao giờ lo chuyện đó.
Nhưng mà thiên hạ thì họ không có nghe như vậy và họ cố tình họ cắt ghép để họ phục vụ mục đích cá nhân. Bởi vì ở phía sau đó thì Thượng tọa Nhật Từ cũng có nói đó, là những cái kinh phí đó, những kinh phí mà người ta đổ về bên cạnh việc làm truyền thông thì làm gì nữa, chịu khó nghe, thì dùng kinh phí đó để nuôi dạy tăng ni, tức là để chấp nuôi tăng ni, là tăng ni đến với mình tu tập ở các tự viện. Ủa quý vị nghĩ mấy sư không cần ăn hả? Hít thở không khí là đủ sống rồi, phải không? À, cũng cần ăn chứ, cũng cần uống chứ. À, thì kinh phí để nuôi tăng ni, à, kinh phí để đào tạo tăng ni. Chứ còn bây giờ quý vị nghĩ tăng ni không cần đào tạo hả? Tăng ni không đào tạo rồi cái kiến thức ở đâu ra? À, rồi không lẽ giờ tăng ni là dốt đặc cắn mai ra ngoài là chỉ biết là lại Phật xong rồi tịch nín luôn, không có biết cái gì nữa hết. À, phải đào tạo chứ, tăng ni phải đào tạo, phải nhận nuôi, phải đào tạo. Bản thân nó đã là một cái khoản kinh phí rất lớn. À, rồi sau đó tổ chức các khóa tu, à, tổ chức các cái lễ, à, cũng là tu thôi. À, các cái lễ giống như chùa, à, các cái chùa thuộc hệ phái Nam Tông tổ chức các đêm lễ Đầu Đà nè, tức là thức nguyên đêm, à, tu tập tạo các công đức, à, rồi tổ chức các khóa thiền, tổ chức các buổi giảng pháp, thì nó cũng cần tài chánh vậy. Thì những cái mà Phật tử đổ tài chánh về đó thì dùng để chi cho các việc đó, và chỉ người tổ chức họ mới hiểu là nó không hề ít đó. Quý vị cứ nghĩ là tăng ni Phật tử Việt Nam mình bao nhiêu người mà muốn tổ chức được những cái khóa tu tập như vậy thì cần bao nhiêu kinh phí, ngồi tính đi thì quý vị sẽ hiểu. Rồi cái chi phí đó còn dùng để xây dựng cơ sở vật chất để tăng ni các sư các thầy về, Phật tử về có chỗ để ở, có chỗ để tu. Nó đâu đơn giản là bây giờ cứ về đi rồi nằm lăn lóc đó, rồi cứ cứ nằm đại ra đất đó, rồi thì nóng lạnh ráng chịu, đâu có. Mình thương Phật tử chứ, ai cũng mong muốn là những người Phật tử đến tu tập với mình, tăng ni đến tu tập với mình đều có được phòng ốc tươm tất. Mình không dám nói là nó giống như khách sạn 5 sao thì không dám nói, nhưng ít nhất phải tươm tất chứ. À, có cái giường để nằm, có cái mền để đắp, có cái gối để kê đầu cũng cần chứ. Trời nóng thì có cái quạt. Chứ còn không lẽ giờ họ vô thì nó chùi lủi vậy sao? Thì những cái đó là những cái mà các sư sử dụng, tức là tài chánh đổ về, các sư các thầy sử dụng nó vào mục đích hoằng pháp để nhằm giúp cho càng nhiều Phật tử hơn đến với mình, họ được nhiều lợi lạc. Nếu quý vị nghe video gốc thì không hề có một cái đồng tiền nào sử dụng cho mục đích cá nhân, mục đích ăn chơi của mấy sư thì không hề có. Đương nhiên ở bất kỳ đâu cũng có chỗ này chỗ kia, có người này người kia. À, mình cứ nói ví dụ, mình cứ nói châu Âu là tân tiến, ủa chứ châu Âu họ có người vô gia cư không? Mình nói Mỹ là cái xứ nhiều người mơ ước, ủa vậy Mỹ có người vô gia cư không? À, mình nói châu Âu á, là cái xứ sở thiên đường, ủa vậy châu Âu có tội phạm không? Mình nói Mỹ là thiên đường, về Mỹ có tội phạm không? Tức là ở đâu cũng có người này người kia, trong tăng ni tu sĩ thì cũng có người này người kia, ai cũng vậy, bất kỳ một hội nhóm nào cũng vậy. Thì điều quan trọng nhất là gì? Điều quan trọng nhất là mình phải hỗ trợ những vị tu sĩ chân chánh, hỗ trợ việc hoằng pháp chân chánh, hỗ trợ chánh kiến phát triển
và xử lý những sâu mọt, những con người đi ngược với chánh pháp, những con người làm hại đến tăng đoàn, mình xử lý đi. Cho nên sư mới nói đó, ở đâu cũng có người tu giỏi và có người tu chưa giỏi. Chứ còn mình cứ nhầm nhầm vô những cái vị mà tu chưa giỏi, sử dụng tài sản bất chánh, rồi từ đó mình quơ đũa cả nắm, mình cứ nói ông sư mà ông cầm tiền ông tầm bậy, thì xin thưa là hãy cẩn trọng. Bất kỳ ở đâu cũng có người này người kia, mà hãy nhìn lại chính mình là người như thế nào mà mình chỉ thấy cái xấu không, mình không thấy cái tốt. Nhớ nha, chúng ta tu là chúng ta nhìn con đường trung đạo chứ không phải là nhìn con đường biên kiến một chiều. Đâu cũng có người tốt, có người chưa tốt. Đối với trong tăng ni tu sĩ cũng có những vị chưa tốt, xài tiền thí chủ phung phí cho mục đích cá nhân, đáng bị chê trách, đáng bị xử lý, nhưng cũng không thiếu những vị sử dụng tài chánh Phật tử vì niềm tin đưa về để hoằng pháp độ sanh. Khi chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta không còn hoang mang và có niềm tin vững vàng, và không còn bị những cái clip ngắn vài ba giây, vài chục giây, vài phút, những cái clip mà bị cắt tỉa, bị xuyên tạc để rồi bị dẫn mũi theo mục đích của họ. Và hãy nhớ giùm, ở trong Tạng Luật á, Đức Thế Tôn Ngài đã dạy á, là khi một ai đó mà làm sai á, thì chúng ta chỉ nên đem ra và với mục đích để xử lý, chứ không phải là với mục đích để nói xấu. Ví dụ như vị sư đó làm sai điều gì thì chúng ta đem sự kiện đó ra để giải quyết, để xử lý vị đó, hoặc là vị đó sám hối, hoặc là vị đó bị tẩn xuất, chứ không phải mình lôi đó ra để mình bàn luận, mình giống như là mình ngồi mình nói tới nói lui rồi mình chửi đông đỏng mà không có làm được chuyện gì hết. Thì hiện tại pháp luật Việt Nam cũng vậy, nếu như một vị tu sĩ nào đó hành xử sai pháp, hành xử sai luật, trái pháp luật, trái đạo đức xã hội, thì chúng ta có quyền lên án, tố cáo với các cơ quan chức năng nhằm mục đích xử lý vị đó. Chứ không phải là mình giống như mình chửi đổng rồi mình quơ đũa cả nắm đem ra tạo nên dư luận xấu trong xã hội, thì đó là điều không nên. Và những sự kiện truyền thông gần đây á, thì quý vị thấy cũng tương tự như vậy. Đó là có những người, những trường hợp phạm sai lầm, thì những sai lầm đó cần đưa đến các cơ quan chức năng để giải quyết, chứ không phải mình cứ lên trên mạng rồi mình chửi đổng, lên trên mạng rồi mình đăng video bóc phốt này nọ kia, thì chính chúng ta sẽ là người vi phạm cái luật an ninh mạng, đó là lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích và quyền lợi hợp pháp của nhà nước và nhà nước, tổ chức và cá nhân. Hãy cẩn trọng những điều đó. Còn phần tiếp theo á, là phần xử lý các vấn đề khủng hoảng truyền thông. Thì như bây giờ cái sự kiện này đang là một, có thể gọi là một cái khủng hoảng truyền thông. Thì đối với các sư á, thì có nhiều cách để giải quyết. Ví dụ như đối với Ngài Hòa Thượng Bủ Chánh thì Ngài nói là thôi mình cứ giữ im lặng. Mình nói gì, ai nói gì nói, mình giữ im lặng thôi. Mình người tu mình đâu cần giải thích, tại giải thích nó đâu có nghe. Và rồi Hòa Thượng xử lý theo cách đó, và rồi thì những cái vấn đề truyền thông của Hòa Thượng rồi thì cũng qua đấy. Và rất nhiều vị tu sĩ khác cũng vậy, ai chửi mình thôi mình im lặng, nói làm chi.
nói chi không cần thiết nói với ba, tại vì cái người họ tin mình á, họ đâu cần mình giải thích, mà cái người họ không tin mình họ cũng đâu cần mình giải thích. À, thì đó là cách giải quyết đầu tiên của việc xử lý khủng hoảng truyền thông. Cái giải quyết thứ hai của việc xử lý khủng hoảng truyền thông á, như là cách của Thượng tọa Nhật Từ, đó là những người họ vi phạm pháp luật thì chúng ta cần nhờ đến sự can thiệp của các cơ quan chức năng để họ hiểu việc họ đang làm là trái pháp luật. Mình là một vị tu sĩ, mình không đến mức là phải tống người ta vô tù thì không phải, nhưng mình cần sự can thiệp của cơ quan chức năng để đương sự cái người mà họ đang làm sai á, họ hiểu là việc họ đang làm là trái pháp luật và họ cần phải ngừng lại cái hành động vi phạm pháp luật đó. Còn nếu như sau khi cơ quan chức năng đã liên lạc rồi, đã làm việc rồi mà anh vẫn ngoan cố, anh không thừa nhận sai lầm, thì việc còn lại là do pháp luật xử lý. Còn nếu như anh dừng lại thì sự kiện đó chấm dứt ở đó. Bởi vì đối với các sư, chỉ cần đương sự hiểu việc họ đang làm là trái pháp luật và họ ngừng lại là đủ rồi. Đó là hai cách xử lý khủng hoảng truyền thông. Và cá nhân sư thì đối với các khủng hoảng truyền thông thì sư vẫn tương tự như vậy thôi. Một là giữ im lặng. Tuy nhiên nếu như mà cái sự kiện đi quá xa, ảnh hưởng đến uy tín, xúc phạm danh dự nhân phẩm của mình, thì tất cả những cái đó sẽ là bằng chứng để cơ quan chức năng can thiệp, bởi vì việc họ đang làm là vi phạm pháp luật. Thì đó là hai cách để xử lý khủng hoảng truyền thông. Thì nói chung á, cái hội thảo về việc truyền thông trên không gian mạng tóm gọn lại là những vấn đề như vậy. Do đó nếu như chúng ta hiểu đúng á, thì chúng ta thấy đây là một cái hội thảo cần thiết để cho các sư các thầy có cái nhìn tổng quan và có sự tổng hợp đúc kết kinh nghiệm trong việc làm truyền thông để sau này mình hoằng pháp được tốt hơn. Còn khi chúng ta cố tình cắt ghép để xuyên tạc, để dẫn dắt dư luận thì hãy cẩn trọng coi chừng, bởi vì việc chúng ta đang làm có thể là vi phạm pháp luật. Do đó sư mong mỏi là quý vị hãy tỉnh táo, có tư duy phản biện, biết suy nghĩ, biết suy tư, từ đó chúng ta có cái hiểu đúng đắn hơn về tất cả những sự việc, đặc biệt là trên không gian mạng này. Không gian mạng cái gì cái tốt thì cũng có nhiều khả năng lan tỏa tốt, nhưng mà cái bất lợi, cái xấu cũng không kém. Đó là gì? Cái khả năng bị định hướng dư luận, cái khả năng bị dắt mũi, cái khả năng bị nghe, bị tiếp xúc những cái thông tin sai lệch sự thật cũng rất là nhiều. Do đó sư mong mỏi là quý Phật tử hãy có cái nhìn đúng đắn, có suy tư đúng đắn, từ đó đem lại an lạc, hạnh phúc cho bản thân và gia đình. Chúc quý vị an vui.